Đội Vũ Đức Hiền xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2016 và chúng tôi sẽ quay để giới thiệu với quý vị bộ tranh thư quý mang mã số K060516, tức là tranh cảm ngày 6 tháng 5 năm 2016. Bộ tranh này được làm bằng gỗ gụ và được khảm chủ yếu là bằng ốc và những cái loại nguyên liệu quý như là cửu cổng, rồi tai, chai, xác và các loại chai đẹp. Thì bốn cái giấm này là tùng cúc trúc mai, tượng trưng cho bốn mùa. Tùng cúc trúc mai chính là tứ quân tử, hay còn gọi là tứ quý bình an, treo trong nhà để cầu chúc cho gia đình luôn luôn được bình an tươi tốt và có cái lối sống lành mạnh quân tử. Thì cái này tôi đã giới thiệu trước đây cũng nhiều lần rồi. Hôm nay tôi chỉ lia máy quay để đi chậm lại để quý vị xem thôi. Vì những cái bộ tứ quý gỗ gụ mà loại cao cấp ấy, loại này chúng tôi bán là gần 30 triệu. Còn hiện nay trong cửa hàng có cả loại hơn 10 triệu và có loại là hơn 20 triệu. Nó có 3 mức mệnh giá như vậy. Thế thì để quý vị bình tĩnh theo dõi thì đầu tiên là bức mai. Với những cái phần sen lọc, không những nguyên liệu đã rất là đẹp nhưng mà kỹ thuật cảm cũng là đỉnh cao. Và cái này thường là quay ở trong nhà mà tối thì nó lại sáng càng sáng rực lên. Nhưng mà đây chúng tôi đang đánh giáp và chúng tôi đây đang lia sang bức thứ hai rồi. Bức thứ hai là bức trúc. Và trên phần dưới cảnh chính là tứ quý tùng cúc trúc mai, nhưng bên trên là bát tiên. Bát tiên là tám vị tiên. Ý là muốn cầu chúc cho chúng ta có cuộc sống sung sướng như cảnh thần tiên. Đấy, bức này nhiều tiền nhưng mà từ cái cánh chim rồi đi là cũng lọc, sen lọng đấy. Và những cái bông hoa, những cái chính, chúng tôi căn cứ theo cái giá tiền của từng bộ tôi quyết định sen lọng nhiều hay không và mức độ nguyên liệu như thế nào. Khi nào xong thành phẩm ở đây chúng tôi sẽ quay lại để quý vị xem tiếp. Và mỗi bức này thì tôi lấy cái thước đo lại kích thước cái, vì tôi nhớ là nó khoảng gần 40 x 1m2, đo lại cho cẩn thận. Và các cái hàng cao cấp thì bản thân cái độ dày của ván và của khung nó cũng khác. Thật đây là 39. Nhân với 1m19. Xin quý vị liên lạc với số điện thoại 0984666999 để biết thêm về chi tiết mua này. Ở bên ngoài kia là những người công nhân tôi đang bê ghế vào trong nhà. Đây là hai bộ ghế hương hồi xưa tôi mới quay lúc nãy. Tôi cảm ơn quý vị và xin mời quý vị xem tiếp clip tiếp theo về tranh Vinh Quy Vái Tổ và về tranh Chữ Phúc.